Hello anh em, chào anh em trên kênh của mình nhé, Phương Tùng của tôi Nhật Đức. Hôm nay thì mình là giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm chính là cái Compa lên kính của Isuzu 4.6 hoặc là 5 tấn đời thấp. Thì các bạn ạ, Isuzu đời thấp thì nó sẽ bao gồm là motor liền Compa anh em nhé. Con này nó sẽ có lái có phụ chứ nó không có một chiều anh em giúp mình nhé. Anh em giúp mình lưu ý giúp mình là nó sẽ có một chiều, nó có lái phụ. Anh em mua thì anh em nhớ đọc cho mình bên lái bên phụ. Và cái motor này nó liền với Compa các bạn ạ, chứ nó không hề rời anh em nhé. Đấy, đây các bạn này, nó liền luôn này. Nhập bên kia về bên mình đó là nhập liền như này rồi chứ nó không hề rời. Đấy, thế là khi anh em mua thì anh em lưu ý giúp mình là cái này nó liền với Compa chứ nó không bán rời. Đấy, các bạn thấy không? Hàng chuẩn chỉ của Trung Quốc sản xuất luôn. Toàn bộ đồ xe của Isuzu, của Inda, của Isuzu, Hilo hay là Mitsu thì toàn bộ là đều Trung Quốc sản xuất, không có hàng gọi là của Nhật đâu các bạn ạ. Nhưng mà chất lượng cũng ok. Đấy, quay cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Rất là nét luôn. Motor liền luôn các bạn nhé, motor liền luôn này. Đấy, nó ăn trực tiếp vào cái Compa luôn chứ nó không hề bán rời. Đấy, anh em nào mà lấy cái này ủng hộ mình nhé, theo số điện thoại đây. Đó, các bạn có thể ủng hộ mình theo số điện thoại này. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn, hẹn gặp lại anh em ở sản phẩm tiếp theo.